Sau cuộc họp chung với các bộ trưởng năng lượng và Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ, bà Kadri Simpson, Ủy viên châu Âu về phụ trách năng lượng nhận định rằng châu Âu có đủ nguồn cung năng lượng để vượt qua mùa đông này, nhưng chiến dịch quân sự của Nga và Ukraine đã cho thấy những hạn chế cần khắc phục của thị trường năng lượng châu Âu. Chúng tôi phụ thuộc 4-6% vào khí đốt từ Nga, 30% nguồn dầu mỏ từ Nga và 20% nguồn uranium của Nga. Rõ ràng là nếu chúng ta muốn loại bỏ sự phụ thuộc vào Nga, thì cần phải thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa nguồn sưởi ấm và nguồn điện. Chúng ta đang phải trả giá đắt cho những gì xảy ra với nước Nga. Mỹ tuyên bố viện trợ vũ khí trị giá 350 triệu euro cho Ukraine, nhưng mỗi ngày châu Âu lại đang bơm cho Nga cũng sắp xỉ 350 triệu euro. Số tiền mà Nga có thể sử dụng để đầu tư vào phát triển và chế tạo vũ khí. Vì lý do khí hậu và an ninh, chúng ta cần phải đánh giá lại sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch. Tuần tới, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra một đề xuất được chờ đợi từ lâu về việc tăng cường sự độc lập về năng lượng, đặc biệt là với Nga. Tuy nhiên, việc tăng giá năng lượng gần đây cùng với lạm phát nói chung đã làm phức tạp thêm mục tiêu này. Chiến lược trên được thực hiện nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào Nga về ngắn hạn và mục tiêu cuối cùng là tăng cường các nguồn năng lượng thay thế và có đủ năng lượng nhanh nhất có thể dựa trên tinh thần cam kết của EU về việc trở thành khu vực trung hòa carbon vào năm 2050. Châu Âu hoàn toàn có thể đối phó với việc cắt giảm khí đốt và dầu mỏ từ Nga. Chúng ta có thể thực hiện những điều đó ngay lập tức, nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét về trong tương lai gần, về cách bù đắp nguồn dự trữ mới cho mùa đông tới, bắt đầu từ việc đa dạng hóa nguồn cung, thay thế các cổ đông chiến lược và sử dụng các cổ phiếu chiến lược, nói chung là tăng nhập khẩu. So với các nước châu Âu khác, Đức phụ thuộc nhiều hơn vào khí đốt, dầu mỏ và than đá, tức là phải loại bỏ ngay điểm yếu này thông qua các chính sách khác nhau. Trong ngắn hạn và trung hạn là đa dạng hóa nhập khẩu, trung hạn và dài hạn là giảm đáng kể lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch, khí đốt, dầu và than đá. Điều này tức là chúng tôi cũng phải áp dụng các biện pháp triệt để. Một phần của chiến lược này là tăng khả năng nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng. Ủy ban châu Âu cũng tiếp xúc với một số nhà sản xuất khí đốt như Mỹ, Qatar, Azerbaijan, Nigeria và Ai Cập cho tới Nhật Bản và Hàn Quốc để xem liệu họ có thể chuyển hướng một số nguồn cung sang châu Âu hay không. EU đã nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng ở mức kỷ lục vào tháng 1 năm 2022. Ở một diễn biến khác, khối này đã tăng cường đồng bộ hóa mạng lưới điện của Moldova và Ukraine với châu Âu sớm nhất có thể. Điểm quan trọng nhất trong chương trình nghị sự là sự hỗ trợ của chúng tôi đối với Ukraine. Tôi hy vọng các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ hỗ trợ đồng bộ hóa khẩn cấp lưới điện của Ukraine với lưới điện châu Âu càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ đó là điều cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại.